Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần. Ba má mình đi vắng, đi Cần Thơ từ hồi 5 giờ sáng rồi. Cho nên nhà chỉ có mình, Linh, Vi Nhung với là chị Nhi thôi. Mình sẽ quay vườn nhà cho mọi người xem. Ông anh của mình, ông trồng rất là nhiều cây kiểng. Đây là cái thân của cây liễu rủ. Nó đã gần 40 mấy năm rồi. Và anh mình trồng cái cây gì lên trời mình còn không biết nữa. Đây là bụi cây dương sĩ. Hình như nó tự lên hay sao. Hoàng Yến của nhà mình á, cái cây Hoàng Yến này nó được cũng gần 20 năm tuổi rồi. Nó đã qua cái mùa ra bông, bây giờ nó chỉ còn lác đác có vài chùm thôi. Một cái hồ cá nhỏ làm bằng cái chậu trồng cây nhưng mới nuôi cá bảy màu. Đây là một góc vườn nhà mình nhìn qua nhà hàng xóm kế bên rất là tươi mát.